đang có những cái suy nghĩ không được chín chắn. Coi chừng ăn dép á. Còn bây giờ ví dụ như là cậu mời bà My Mỹ đi coi phim, đi ăn, hay là mượn lời ca tiếng hát. Biểu. Dạ. Lập bàn hương án. Ê, quên. Cái gì? Phương án. Lập phương án tiếp cận bà My Mỹ. Làm gì vậy? Con đang quan sát cậu. Ta làm gì quan sát ta? Cậu đang thẫn thờ, cậu đang mỏi mệt, đúng không? Con người cậu đang bị đờ đẫn, cậu đang có những cái suy nghĩ không được chín chắn. Coi chừng ăn dép á. Trời ơi cậu, con đang gọi là tìm cách làm sao để giúp đỡ cậu. Con biết được cái căn nguyên tại sao cậu đang bị vậy. Mày biết gì? Yêu đương chi? Lớn tuổi rồi, làm vậy ăn chi rồi giờ. Rồi đã vậy cũng giận nhau. Xong giờ ngồi thẫn thờ. Ý cậu, con làm muốn hết hồn vậy cậu? Ừ, tình yêu đâu có phân biệt tuổi tác. Cậu giận hơn hoài. Rồi mỗi người một nơi. Bà Mỹ Mỹ một nơi, cậu có một nơi. Cậu thấy cậu buồn không? Chà, mày nói nghe hay quá. Vậy mà bây giờ trên người chưa có mảnh tình dắt dai. Ừ, chẳng qua là con chưa có sự khởi nghiệp thôi. Con khởi nghiệp đi. Rồi lúc đó là gái bu nườm nượp cậu ơi. May là mày chưa khởi nghiệp á. Chứ mày mà khởi nghiệp tao nghĩ là mày nghiệp nhiều lắm. nghiệp nhiều. Con nói cậu nghe nè. Con biết hết rồi. Bây giờ con nói cậu nghe nè. Cậu nên xin lỗi đi. Mắc mới gì tao xin lỗi? Thấy chưa? Cậu ăn cố mình là đàn ông. Mình phải xin lỗi bà Mỹ Mỹ làm sao chứ? Ủa làm vậy đàn bà trèo đầu ngọc. Ôi trời ơi không. Cậu cứ như vậy hoài. Cậu nói cậu nghe bây giờ. Nếu mà cậu nói không được đúng không? Cậu nói không được không? Ừ. Cậu tìm cách cậu nói. Tìm cách hả? Đúng rồi. Cậu ví dụ như như hồi xưa thì người ta làm thơ, người ta viết lá thơ, người ta gửi cho người yêu, người ta xin lỗi, người ta không cần nói, đúng không? Còn bây giờ ví dụ như là cậu mời bà My Mỹ đi coi phim, đi ăn, hay là cậu mượn lời ca tiếng hát và dắt bà My Mỹ đi coi ca nhạc. Mày ta thấy mày toàn là bài chuyện tốn hao. Trời ơi, cậu cua người ta, cậu thương người ta mà cậu có lỗi rồi mà cậu còn kêu tốn hao sao được. Mày tính giờ một vé xem phim nhiêu? Vô coi phim sao không lẽ vô trỏng cho bà ngồi bà coi. Bà coi không, kế bên họ ăn bắp uống nước ngọt. Bà chạy nước miếng là có bắp người ta bà ăn. Họ chữ lộn trong rạp luôn rồi sao? Bây giờ cậu phải mua cho bà Mỹ Mỹ chứ trời. Dạ rồi mà tự nhiên bây giờ chui vô trong rạp hát coi phim thì mình đi coi ca nhạc. Ca nhạc? Dạ. Bây giờ ca nhạc mày coi mấy cái tụ điểm đóng cửa trơn rồi, ca chỗ nào? Ở rạp hát Hoa Hồng á cậu. Ai chương trình đó ca nhạc còn ca sĩ nổi tiếng rồi, không? Ca sĩ xịn không á cậu. Con nói cậu nghe nha, thiệt á, bây giờ cậu nghe lời con đi. Bây giờ cậu sợ tốn tiền hay cậu sợ mất đi cái mối tình à cậu đã dung dén bao nhiêu năm nay? Cậu nghĩ đi. Ừ. Một chút tiền thôi. Ừ. Cậu tiết kiệm làm gì? Mà tao thấy mình xin lỗi người ta, mình không nói bằng lời mà mình biểu hiện bằng hành động vậy, tao thấy nó cũng hay hay, rất là văn minh, rất ga lăng. Ga lăng. Bây giờ vé ca nhạc. Con mua vé giùm cho cậu rồi. Ôi, tôi không ngờ tôi có thằng cháu mà nó quan tâm tới tôi. Thôi được rồi, cậu ghi nhận điều này. Nếu mốt con có chết, cậu sẽ tới vuốt mắt con. Trời ơi cậu, sao cậu nghĩ gì cái cháu cậu chết chóc gì thế ghê vậy? Đây, một cặp vé. Ôi trời ơi, toàn là thứ dữ không? Hả? Trời ơi, chủ đề là chuyện tình trong mưa. Trời ơi. Đó, cậu thấy ê, cái không? Hàng này cũng được nha. Dạ, rồi. Hàng hát cũng được. Dạ, ê, được ê, rồi. Ê, dạ. Đây. Dạ, không, đâu có cậu. Con mua con tặng cậu mà. Đâu có, bậy. Con là con thương cậu, nhưng mà đâu ra đó đàng hoàng. Cậu phải gửi cho con ít lương thảo để con tính ấy chứ cậu. Con đi cũng mua với bọn cậu. Quá thất vọng, tôi tưởng một cái tình cảm mày quan tâm tới tao từ A tới Z, ai có về mày cũng quy ra thấp. Cái này rẻ hơn, ví dụ như cậu mua ngoài tới 1,000,000 lận, cái này có 700 một vé à. 700 một vé, hai vé nhiêu? 1,4,000,000. Hả? Thôi được rồi, đưa đây. Con đưa vé phải có tiền. Mày sẽ có tiền? Dạ. Vô ghi sổ đi. Cả cái tòa nhà này uống nước toàn ghi sổ. Tiền đâu tao đưa cho mày, mày cứ ghi đi, từ từ tao đòi được tao trả. Cậu, nhiệm vụ của mày là gì biết không? Sao cậu? Biểu. Dạ. Lập bàn hương án. Ê quên. Cái gì? Tự nhiên lập bàn hương án. Lập phương án. Lập phương mày án. Mày tiếp cận bà Mỹ Mỹ. Mày làm sao để bà chấp nhận đi xem ca nhạc với tao đúng theo cái giá mời. Trời ơi, để đó cũng lỗ.
ai lọc nhà không? Nó đi khách rồi. Cảm ơn. Tôi về đây. Đứng lại. Ý gì mà qua hỏi hai lọc? À, tôi định qua đây để mà tôi rủ hai lọc đi coi cải lương được không? Đi coi cải lương hả? Xin lỗi nha, có đủ tiền để mua vé coi cải lương không? Hay là lượm lặt đâu cái vé mời? Cái chuyện đó không phải là chuyện của mình. Người ta đi coi cải lương hay người ta đi đâu, người ta vui vẻ là chuyện người ta. Còn mình thắc mắc để làm cái gì? Bây giờ nói tóm lại là gì? Tôi đàn ông mà, tôi cũng muốn gây sự gì với ai hết trơn trời. Thì thôi giờ cho tôi xin lỗi bà. Sao nãy giờ không nói? Tôi thấy bà đeo hai cái màng rồi tôi sợ quá. Màng gì? Cái lỗ tai bà. Tôi coi cái lương đeo hai cái màng thấy sợ luôn. Đạo ngay, tôi đến đây cũng là tôi muốn xin lỗi ông. Đó, bữa đó là tôi cũng sai. Tôi nói thiệt, tôi cũng cứng vậy chứ. Thật sự thì đứng trước bà thì tôi cũng mềm à. Vậy tại sao bữa ông xin lỗi rồi đến bữa nay mới xin lỗi? Có nhiều người bọn phải thông cảm chứ. Tôi phải giữ sĩ diện thằng đàn ông chứ. Tôi nói ông rồi, mai mốt á, ông mà có thấy lỗi đó thì ông phải xin lỗi liền đi nha. Chứ ông đừng có mà bày đặt giữ sĩ diện đàn ông rồi mặt mày ông cau có rồi mặt mày ông giả bộ ông không cần thiết gì. Nói xong chưa? Thì tôi cũng nói trước với bà rồi, muốn có gì tôi với bà về nhà đóng cửa nói với nhau chứ bà đừng có làm ồn ào, thấy không? Bà làm ồn ào vậy cũng mất mặt tôi vậy. Thì bởi tại vì tôi muốn chứng tỏ là tôi là người có giá trị với ông. Vậy hả? Đó, thì tôi cũng muốn chứng tỏ là coi như tôi là cái lên nổi không? Đó, vậy đó. Đây, vé coi cải lương một lát mà. Bà nói thiệt, bà qua bà mời Hai Lộc đi coi cải lương thiệt hả? Ông nghĩ sao tôi khùng điên tôi mời Hai Lộc? Ê, đừng có giận. Đây, có nhiều thứ của phụ nữ, đàn ông mới được giận. Nhắm mắt lại đi. Nè, tôi biểu nhắm mắt lại rồi tự nhiên mở mắt ra chưa thầu lỗi vậy trời. Đó. Đâu đi coi coi. Ông một vé, tôi một vé. Tôi đã chuẩn bị rất là kỹ. Đó. Hay là nói vậy chứ nhiều khi nó cũng dễ thương lắm nha. Ê, đưa, coi. Nó mua giùm tôi. Ôi, hỏi hàng trên luôn. VIP luôn. VIP nghỉ khô. Cái vé này hôm trước con mé nó đưa cho tôi. Rồi tôi tới tôi coi cái người ta nói vé giả. Tôi hỏi sao vé giả? Người ta nói là không có đóng mộc. Nè, mà coi người lại ngày đi. Người ta chưa coi sao mà đi đóng mộc. Ông sao? Ở đây chưa có coi, đúng rồi cái đầu. Tôi nói cái vé này là vé giả, không có đóng mộc. Y như cái vé bữa tôi coi. Mà cái ngày, trời đất ơi. Cái này là sao? Ai đưa cho bà? Hai Lộc. Hai Lộc, này thằng này. Thôi được nó, rồi. Nó nói là bây giờ quỷ, muốn xin lỗi quỷ, nhau. Quỷ cái vé này. Tôi vô tôi lấy cái vé. Cái vé của tôi. Ê, nhưng mà tôi có trả tiền nó rồi sao quỷ? Để tôi tính. Vé của tôi đâu rồi? Ông á nha, ông không thích coi cải lương thì thôi. Ông đừng có nói bậy nói bạ thì bỏ vé đi. Không. Ông thích đi đâu cũng cái được. Cái vé này của bà tôi khẳng định là vé giả. Bởi vì không có đóng mộc. Có mộc của người tổ chức, người phát hành thì mới vô được. Tôi đã mang cái vé y chang vậy. Tôi tới đó người ta nói tôi rồi. Ủa, quê đó? Gần chết luôn. Sao thằng Hai Lộc đó? Rồi. Thằng Hai Lộc này nó làm ăn ba trợn đây nè. Cái vé này mới là vé ca nhạc đây nè. Thấy chưa? Đó. Cái vé này mới hay nè. Vô coi toàn nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng không. Đó. Cái này nó không có trên YouTube đâu nha. Coi là coi like ở ngoài luôn đó. Đây nó nghe nè. Ông có bị thần kinh không? Cái gì thần kinh? Cái vé này là cái vé tôi với con mén hôm bữa đi coi. Mà cái đó là người ta chào tạm biệt suốt cuối cùng rồi nha. Lấy đâu ra mà ông bị bữa nay tôi không? Ông coi lại cái ngày đi. Ông làm sao vậy? Ông mua vé mà ông để ý. Vé này người ta hát rồi. Chương trình nè, chương trình trong ơi nè. Trời ơi, sức diễn hay cuối lắm. Cùng của ngày rằm tháng 7. Thì tôi đã nói người ta hát xong, người ta đứng người ta chào nhau rồi. Hẹn gặp lại. Như vậy là làm sao? Ông mà vé này ở đâu không có? Mà đừng có hỏi. Cái thằng cháu của tôi nó đưa thằng tôi Hai Lộc đó hả? Nó đưa tôi cặp vé này. Nó nói tôi nó với bà. Nó nói chỉ làm quen với nhau. Đừng có giận hờn nữa không? Giận hờn vu vơ già rồi. Đúng rồi. Rồi cặp vé cải lương của bà nhiêu tiền á? Đây là 1.4 triệu. Tôi 1.8 triệu rồi. Hả? Cải lương chắc có kim sa đeo nhiều hộp tròn với lại toàn ten đồ nhiều cho nên lấy 1.8 triệu hơn 4 trăm. Còn cái này cả nhà. Trời đất ơi, thằng này được rồi. Ông lấy lại 1.8 triệu cho tôi. Bà khỏi nói, để hàn gắn cái chuyện tình cảm này, tôi sẽ cho thằng Hai Lộc
giáo kêu tôi bằng cậu một trận. Dễ dạ. Không mà mày dám la cái miệng mày, mày nói uống vô tốt. Nhưng mà từ thiên nhiên nè, rau má nè. Cái này rau ba chứ không phải rau má. Thì đó, con thấy mập dễ thương đáng yêu. Yêu chỗ nào? Thì mập mở tràn bờ đê. Tao nghĩ là mày sắp có con rồi. Trời ơi, hé ra một thằng nó tiếp tục nó ra tim giống cha đó nữa. Thì cái xã hậu này còn chịu gì nổi. Cái tòa nhà này tao dở đi chỗ khác luôn.